Và ngày hôm nay thì Hoàng Hà đi dẫn chương trình một tiệc cưới. Thì vừa rồi cũng nghỉ dịch cũng khá lâu rồi. Và hôm nay thì mới quay trở lại công việc. Thì Hà Nội hiện tại thì cũng đã dỡ bỏ giãn cách rồi. Và mọi người cũng đã được phép làm việc quay trở lại. Và hôm nay thì Hoàng Hà muốn giới thiệu tới toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một cái cách xử lý tình huống trong đám cưới khi mà những cái tình huống đó không mong muốn nó xảy ra trên sân khấu thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Chắc hẳn rằng là khi những người được học bài bản về nghề MC đám cưới thì chúng ta cũng đã được những người thầy của mình dạy cho mình cái cách xử lý tình huống là như thế nào khi mà những cái tình huống không mong muốn xảy ra trên sân khấu. Thì ví dụ như là tháp ly vô tình nó bị đổ vỡ thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Ví dụ như là bánh cưới vô tình nó cũng bị xô đẩy, đổ vỡ. Thì người Việt Nam chúng ta có một cái quan niệm rằng là cái sự đổ vỡ nó là những cái điều không may, rồi là nó là những cái điều không lành. Thì các MC thường thường người ta lấy một cái quan điểm của người châu Âu hoặc là người một nước nào đó, họ lấy cái điều đó để họ nói rằng là những nước đó họ quan niệm những cái đổ vỡ là điểm lành để mà làm át đi, làm xua tan đi những cái căng thẳng, những cái không hài lòng hay những cái buồn bã hay những cái lo sợ của cô dâu chú rể cũng như là của gia đình. Thì mỗi người một cách để chúng ta làm xua tan đi, làm dịu đi cái tình huống mà nó xảy ra trên sân khấu như thế. Và hôm nay thì Hoàng Hà sẽ chia sẻ cho các bạn một cách. Và cách này sẽ ghi điểm rất là tốt cho cô dâu chú rể, cho gia đình và cho cả trung tâm tiệc cưới nữa. Chúng ta ghi được điểm. Đấy. Khi mà nó xảy ra những cái tình huống mà khó đỡ như thế thì tự nhiên là những người làm MC mà cứng thì chúng ta sẽ không những chúng ta là hỏng chương trình, bị hỏng chương trình mà chúng ta còn ghi được điểm trong mắt của trung tâm tiệc cưới, của tất cả mọi người, của tất cả quý vị khán giả cũng như là của cô dâu chú rể và gia đình nữa. Thì khi mà xảy ra ví dụ như là bây giờ, ví dụ như là tình huống đổ vỡ tháp ly đi, thì như quý vị, thì quý vị chúng ta làm như thế nào? Quý vị cứ thử nghĩ xem mình sẽ xua tan đi những cái vấn đề mà gia đình ai cũng lo lắng. Cô dâu chú rể thì mặt tái đi, và bố mẹ hai bên thì cũng rất là lo âu, là không hiểu là bây giờ là xử lý như thế nào. Thì bây giờ tình huống như thế này thì gia đình cũng chỉ có một cách là trông chờ vào MC thôi, đúng không ạ? Trông chờ vào người dẫn chương trình thôi. Mà người dẫn chương trình mà cũng hoang mang, cũng lo sợ nữa thì cái chương trình chắc chắn rằng nó sẽ không được hoàn thiện. Nó sẽ không được hoàn thiện và không được thành công. Cho nên là ngày hôm nay thì Hoàng Hà xin được chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ làm những cái điều mà nó gây ra những cái hoang mang cho gia đình thành những cái chương trình rất là đặc sắc của chúng ta. Thôi, bây giờ chúng ta vào việc thôi nhỉ, không dài dòng nữa. Quý vị đã muốn được chia sẻ chưa? Hoàng Hà chỉ chia sẻ cho những người mà muốn tìm hiểu, chia sẻ cho những người chưa biết và những người chưa vấp phải. Còn những người đã biết rồi thì có rất là nhiều người MC giỏi, người ta xử lý tình huống rất tốt, thì Hoàng Hà sẽ không chia sẻ tại đây. Cho nên là sẽ có những cái phần ném đá này nọ các thứ thì thôi thì kệ mọi người, tùy duyên. Ai muốn tiếp thu, ai muốn học hỏi thì Hoàng Hà chia sẻ. Còn những người khác thì thôi vậy. Đó là đầu tiên chúng ta phải tạo cho gia đình một cái sự bình tĩnh. Và chúng ta, bản thân người MC cũng phải bình tĩnh. Và chúng ta phải nở trên môi nụ cười. Chúng ta coi như là không có gì cả. Chúng ta hãy cùng an ủi cô dâu chú rể. Là bây giờ thì xin mời hai bạn hãy cứ bình tĩnh. Xin mời gia đình hãy cứ bình tĩnh. Xong mình sẽ cụ thể như sau, mình sẽ nói là: vâng, kính thưa quý vị, tôi thấy rằng vừa rồi tháp ly của cô dâu chú rể có bị đổ vỡ, và tôi thấy rằng cô dâu chú rể họ đang hoang mang, gia đình cũng hoang mang. Nhưng chúng tôi mong muốn rằng toàn thể quý vị chúng ta cũng hãy cùng khích lệ cho cô dâu chú rể, để cho cô dâu chú rể không hoang mang, bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, được không ạ? Ngay lúc đó thì quý vị khán giả sẽ cùng vỗ tay. Và mình sẽ nói ý nghĩa, mình sẽ nói cái lý do mà tại sao mà đổ vỡ mà chúng ta vẫn phải vỗ tay và vẫn phải lạc quan. Và mình hay nói rằng cô dâu chú rể ơi, hai bạn hãy lạc quan lên. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những thử thách, rất nhiều những thử thách khó khăn hơn gấp nhiều lần cái vụ việc rất là nhỏ nhoi vừa xảy ra như thế này, mà chúng ta cần phải vượt qua. Chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta muốn có thành công thì chúng ta phải vượt qua rất rất nhiều những thử thách. Và cô dâu chú rể, hai bạn hoặc là hai em,
hãy coi như đây là một thử thách rất là nhỏ bé trong cuộc đời của mình. Nếu như thử thách này mà hai bạn vẫn nắm tay nhau, vẫn mỉm cười, vẫn vui và không nghĩ đến nó, không căng thẳng đến nó, thì chắc chắn rằng những khó khăn, thử thách sau này, mặc dù có lớn đến đâu, giông tố, bão bùng đến đâu, thì con thuyền tình yêu của hai bạn vẫn cứ vượt qua và đi đến hạnh phúc gia đình của mình. Đó là một cái điều mà mình an ủi cho cô dâu chú rể. Và mình lại khích lệ một lần nữa là bảo mọi người là hãy vỗ tay. Mình hãy nói là vâng, thưa quý vị, cô dâu chú rể, có lẽ rằng lúc này đây thì họ vẫn cứ đang hoang mang. Cho nên chúng tôi mong muốn rằng là quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng tay để thúc đẩy, khích lệ cho cô dâu chú rể vui hơn nữa. Bởi vì cái vụ việc này chúng ta hãy coi nó là một cái vụ việc rất là nhỏ thôi. Nó không ảnh hưởng gì trong hôn lễ ngày hôm nay. Bởi vì hôn lễ ngày hôm nay có xảy ra vụ việc lớn hơn nữa, thử thách lớn hơn nữa, thì cô dâu chú rể vẫn cứ tươi cười và vẫn cứ nắm tay nhau để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây đắp hạnh phúc gia đình của mình mãi mãi cho tới khi đầu bạc răng lòng. Và rất mong quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa để chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Đó, thì tự nhiên là chúng ta sẽ biến những cái điều mà tình huống nó xảy ra mà không ai mong muốn, nhưng nó đã được giải quyết một cách rất là vui vẻ, rất là êm ả. Và mình hãy nói với cô dâu chú rể, mình nhấn mạnh nhiều lần rằng bạn hãy coi đây là một thử thách trong cuộc đời của mình. Một thử thách đầu tiên, chúng ta hãy cho nó là một thử thách nhỏ nhoi, thì nó sẽ là một thử thách rất là nhỏ bé, muỗi. Đúng không ạ? Nếu mình hài một chút thì mình sẽ nói là coi như đây là một cái thử thách rất là muỗi. Và cái vụ việc này chúng ta vẫn cứ mỉm cười, chúng ta vẫn nắm tay nhau và chúng ta vẫn có nghị lực để vươn lên. Thì sau này trong cuộc sống chúng ta sẽ có những khó khăn nhiều hơn nữa, có những thử thách nhiều hơn nữa, thì chúng ta vẫn cứ vượt qua. Con thuyền tình yêu của chúng ta có gặp nhiều sóng gió, có gặp nhiều bão bùng, nhưng chúng ta vững tay chèo thì tình yêu của chúng ta sẽ có kết quả, sẽ được hưởng hoa thơm trái ngọt, sẽ được hưởng những thành quả từ sự nỗ lực, từ sự yêu thương nhau, từ sự quyết tâm để chúng ta có được hạnh phúc ngọt ngào. Đấy, khi mà chúng ta giải thích được như vậy thì chúng ta sẽ lấy khán giả làm động lực và sẽ hô hào mọi người vỗ tay. Đó, mình giải thích và mình diễn giải với các bạn thì mình diễn giải nó hơi lâu, nhưng khi đó thì chúng ta làm một cách nó xúc tích ngắn gọn và đưa không khí trở nên vui vẻ trở lại, để cho chúng ta lại tiếp tục các cái nghi thức tiếp theo. Đó là vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta cũng vẫn nâng ly bình thường, cô dâu chú rể, hoặc là bên nha mình sẽ thông báo là bên nhà hàng hay bên trung tâm tiệc cưới, các bạn trong bộ phận lễ tân hãy chuẩn bị những ly rượu. Đây là một thử thách chúng ta đã bỏ qua rồi, nhưng bây giờ chúng ta vẫn chuẩn bị những ly rượu để chúng ta cùng nâng ly chúc nhau hạnh phúc. Cô dâu chú rể mời rượu bố mẹ và toàn thể gia đình, chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Và chúng ta hãy coi như cái vụ việc, cái sự việc vừa rồi, nó là một cái thử thách mà cô dâu chú rể đã vượt qua một cách rất nhẹ nhàng. Và trên nét mặt của cô dâu chú rể vẫn không hề buồn bã và họ vẫn luôn luôn nở nụ cười. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nâng ly thật cao lên, và MC xin phép được bắt nhịp đến 1, 2, 3, chúng ta sẽ hô dô và chúng ta sẽ hô chúc mừng hạnh phúc. Xin mời quý vị cùng nâng ly. Vâng, thưa quý vị, đó là một cách giải quyết khi mà chúng ta xử lý tình huống trong khi mà chúng ta gặp cái tình huống là đổ vỡ tháp ly. Còn mỗi người có một cách riêng, mỗi người có một cách khác nhau để xử lý những tình huống đó. Có những người nói là, thưa quý vị, theo người phương Đông, rồi là theo người Ấn Độ, người ta coi sự đổ vỡ là điềm lành. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi rất là mong rằng cô dâu chú rể hãy đừng suy nghĩ gì cả và hãy cho đó là điềm lành. Nhưng cái điều đó thì nó chỉ làm mình xua tan được một chút nào đó cái sự không hài lòng của gia đình cũng như cô dâu chú rể, và cũng chưa đẩy họ được lên cái đỉnh điểm niềm vui quay trở lại. Mà khi dùng cái phương án như Hoàng Hà, mình hãy cho đó là một cái thử thách mà cô dâu chú rể vượt qua một cách nhẹ nhàng, vẫn cười, vẫn vui, vẫn tươi. Mình phải kích, tức là nhiệm vụ của MC lúc đó là phải kích họ, là mặc dù như thế nhưng chúng ta vẫn cứ vui vẻ, chúng ta vẫn cứ tươi cười và chúng ta hãy cứ vượt qua nó thì cuộc sống nó sẽ thành công. Và sau cái chương trình đó, chính ra những người MC đó lại ghi được điểm. Nếu như mọi việc nó diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối, không có việc gì, thì người MC đấy người ta không ai quan tâm,
nó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà người MC mà giải quyết được cái tình huống đó thì là người MC đó đã ghi một cái điểm rất là tốt trong lòng khán giả ngày hôm đó, cũng như là trong lòng của hai bên gia đình, nhà trai, nhà gái, cũng như cô dâu, chú rể, chắc chắn rằng sẽ rất hài lòng về các bạn. Một lần nữa thì xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã chú ý nghe những chia sẻ của Hoàng Hà. Chúc quý vị sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.